Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh channel của Quyền Robot. Và ngày hôm nay thì Quyền sẽ cập nhật giá dòng điện thoại Xiaomi tại Thế Động Điện Máy Xanh cho các bạn xem nha. Và ngày hôm nay thì Quyền đang ở trên một chiếc xe cuốc các bạn. Đây là một trong những chiếc xe đang dọn giường cho Quyền á. Thì các bạn có thể thấy bên kia kìa. Đó, đang cuốc giường các bạn nha. Đây là dòng điện thoại Xiaomi Redmi 12C với mức giá của bạn 64GB là 3.590.000, giảm còn 2.590.000. Biên bản 128GB là 3.990.000 và giảm còn 2.790.000. Và có hỗ trợ góp không dòng đại sức tại Thế Động Điện Máy Xanh. Mình sẽ mời bạn hãy cùng Quyền cùng nhau tìm hiểu về dòng điện thoại Xiaomi Redmi 12C. Về cấu hình và thiết kế của máy thì chúng ta sẽ được trang bị một lưng nhựa, hạn chế bấm vân tay và chạy xước ha. Đo mật với cụm camera rất là hầm hố nha. Độ phân giải là 50px, đèn led đây và cảm biến vân tay ở vị trí này các bạn. Có chữ Redmi. Mặt lưng nhám ha, các bạn nhìn thấy có những vân vân nè, rất là đẹp nha. Máy thiết kế nguyên khối nhựa các bạn nha. Máy trang bị màn hình là 6.71 inch với độ phân giải là HD+. Máy trang bị con chip là Helio G85 8 nhân. RAM thì chúng ta sẽ có là 4GB bộ nhớ trong 64GB hoặc là 4GB bộ nhớ trong 128GB tùy phiên bản mà chúng ta lựa chọn. Về camera selfie là dạng hình giọt nước với độ phân giải là 50px các bạn nha. Máy trang bị pin là 5000mAh và có hỗ trợ sạc 10W. Bên trái thì chúng ta sẽ có chỗ để khay sim các bạn nha. Ở đây, chỗ để khay sim đây. Phía dưới chúng ta sẽ có mic thoại sạc và loa. Bên phải thì chúng ta sẽ có nút nguồn, phía trên là tăng giảm lượng, phía trên cùng chúng ta sẽ có jack 3.5. Nhìn chung tốc độ xử lý máy cũng rất là ok, dung lượng pin lớn giúp cho chúng ta có thể sử dụng cả một ngày dài. Màn hình lớn giúp chúng ta giải trí xem phim hoặc là chơi game, học tập làm việc trên dòng điện thoại Xiaomi Redmi 12C này cũng là rất là thuận tiện các bạn nha, cũng rất là tuyệt vời. Rồi, cô chú anh chị nào mà quan tâm đến dòng điện thoại Xiaomi Redmi 12C này thì có thể đến ngay Thế Động Điện Máy Xanh gần nhất để chúng ta trên tay trải nghiệm dòng sản phẩm này nha. Tại Quyền đây là dòng điện thoại Xiaomi Redmi 12 với mức giá hiện tại là 4.290.000, giảm còn 3.440.000 dành cho phiên bản 4GB. Biên bản 8GB chúng ta sẽ mức giá là 4.790.000, giảm còn 3.940.000, có hỗ trợ góp không trong lãi suất tại Thế Động Điện Máy Xanh. Quyền xin mời các bạn hãy cùng Quyền cùng nhau tìm hiểu về cấu hình và cũng như thiết kế của dòng điện thoại này. Chúng ta sẽ có một màn hình là 6.79 inch, độ phân giải là Full HD Plus và có độ sáng là hãng công bố là 550 nits, thì giúp cho cái màn hình của chúng ta hiển thị màu sắc trở nên là rực rỡ hơn, sáng hơn khi mà các bạn sử dụng ở ngoài trời thì nó sẽ hiển thị rõ hơn các bạn nha. Máy thì trang bị tấm nền là IPS LCD. Màn hình của máy là được làm bằng kính cường lực Gorilla thế hệ thứ 3 các bạn. Khá là ok. Nói chung về độ nhạy của 90Hz thì các bạn cứ an tâm về cái phần độ nhạy ha các bạn nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về camera. Ở đây thì chúng ta sẽ có camera selfie với độ phân giải là 8 chấm. Camera selfie thì nó sẽ có tính năng như là làm đẹp nè, chụp chân dung nè, chụp xóa phông các bạn nha. Về có tính năng chụp ban đêm, quay video. Có đầy đủ các tính năng. Máy thì hỗ trợ camera chính ở phía sau là 3 cam các bạn thấy không? Đây 3 cam. Với độ phân giải của camera chính là 50, cam đầu phụ thứ nhất là 8 và cam phụ còn lại là 2px và có chữ AI ở đây. Cụm camera này thì chúng ta thấy như là dòng điện thoại của iPhone các bạn. Nếu mà cái camera thứ ba này lớn lên bằng với hai camera này thì nó giống như iPhone đúng không bạn? Trên đây là đèn led trợ sáng ha. Đèn led trợ sáng đây. Khi mà chúng ta chụp ban đêm hoặc là chụp thiếu sáng thì nó sẽ có một đánh led lên để cho chúng ta có một bức ảnh rõ hơn, sáng hơn. Chụp cũng rất là nọ, rõ, rất là nét nha. Có rất rộng luôn. Đó. Đây. Quay video thì chúng ta sẽ được quay video là Full HD 30 frame các bạn. Cũng khá là sắc nét. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về chip của máy các bạn nha. Bộ vi xử lý thì máy sẽ trang bị cho chúng ta là Android 13. Máy biên bản sử dụng Android 13. Con chip của máy là MediaTek Helio G88 8 nhân và tốc độ tối đa của chip này là 2.0GHz 8 nhân các bạn nha. RAM thì 8GB và có thể mở rộng lên 3GB nữa là tổng cộng là 11GB.
Đó, giúp cho chúng ta thao tác mượt mà hơn, mở nhiều ứng dụng đa nhiệm nó không bị lơ lắc các bạn. Khá là ok, bộ nhớ trong là 128GB. Rồi tiếp theo thì chúng ta tìm hiểu về pin của máy. Thì máy sẽ được trang bị một viên pin là 5000 mAh và có hỗ trợ cho chúng ta là tốc độ sạc nhanh là 18W, sẽ giúp rút ngắn được cái thời gian mà chúng ta sạc pin, tăng cái thời gian mà chúng ta trải nghiệm dòng sản phẩm này lên. Và Quyền sẽ mở video cho các bạn xem tham khảo ha, cũng như là test về cái lo và cũng như là cái độ mượt của cái máy. Quyền sẽ tìm vào kênh của Quyền cho nó không bị đánh bắn Quyền các bạn nha. Chào Quyền, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Và ngày hôm nay các bạn nghe thử ra cái lo thế giới động điện máy xanh. Và ngày hôm nay là ngày đầu tuần Quyền sẽ cập nhật giá những dòng điện thoại đang có chương trình giảm giá cực sốc tại thế giới di động và điện máy xanh, để gửi đến tất cả cô chú anh chị bạn mình xem tham khảo nha. Đó là ok đúng không bạn? Like và đăng ký kênh ủng hộ Quyền với nha. Rồi các bạn nào đang quan tâm dòng sản phẩm này thì có thể đến ngay thế động điện máy xanh gần nhất để chúng ta thể trên tay trải nghiệm như Quyền đây các bạn nha. Hôm nay Quyền đây là dòng điện thoại Xiaomi Redmi Note 12. Đây là cây màu xám các bạn nha, nhìn cũng rất là đẹp. Với một mức giá tại thế động điện máy xanh rất là ưu đãi cho chúng ta. Với mức giá hiện tại là 4.090.000 giảm còn 4.290.000 dành cho phiên bản 4GB bộ nhớ trong 128GB. Còn phiên bản 8GB bộ nhớ trong 128GB là 5.790.000 giảm còn 4.990.000. Và phiên bản cuối cùng là 8GB bộ nhớ trong 256GB là 6.490.000 giảm còn 5.790.000. Máy thì được thiết kế nguyên khối các bạn nha. Mặt lưng nhám hạn chế bấm vân tay và chạy số ước nổi bật với cụm 3 cam. Cái độ phân giải camera chính là 50, camera phụ nhất là 8 và cam phụ còn lại là 2 sao. Điện lên đây. Camera cũng rất là ok các bạn nha. Chúng ta sẽ có cái màn hình là 6.67 inch với độ phân giải là Full HD Plus, và chúng ta sẽ có cạnh viền được phát phẳng như thế này, rất là đẹp luôn, rất là tinh tế nha. Bên trái thì chúng ta sẽ có cây sim, phía dưới chúng ta sẽ có mic thoại, sạc và lo. Bên phải thì chúng ta sẽ có nút nguồn tăng giảm lượng nè. Phía trên chúng ta sẽ có một cái mic thoại hỗ trợ thu âm khi chat protocol hoặc quay video, và cái hồng ngoại để điều khiển các thiết bị trong gia đình, và jack 3.5, quá là ok. Về camera selfie là dạng đục lỗ 5.5 màn hình nha các bạn nha, 13 megapixel, hứa hẹn sẽ đem lại những bức ảnh và video sắc nét nhất có thể từ camera selfie. Bên cạnh đó máy được trang bị viên pin 5000 mAh và có hỗ trợ tốc độ sạc nhanh lên đến là 33W, sẽ giúp rút ngắn được thời gian mà chúng ta sạc pin, tăng cái thời gian mà chúng ta trải nghiệm máy lên, quá là tuyệt vời luôn. Với một mức giá cực kỳ hợp lý tại thế động điện máy xanh, và đây là trong những dòng điện thoại mà các bạn rất là đáng quan tâm. Máy thì được trang bị con chip của Mỹ nha các bạn nha, Snapdragon 685 8 nhân, RAM thì 4GB bộ nhớ trong 128GB. Đây là một trong những tốc độ xử lý cũng rất là ok trong thời điểm hiện tại, sẽ giúp cho chúng ta cân được một số tựa game luôn các bạn nha. Mình sẽ kiểm tra cái dung lượng RAM. RAM đây các bạn thấy không, RAM 4 nhưng mà chúng ta sẽ được mở rộng thêm 2 nữa là 6GB. Chip nè Snapdragon 685 8 nhân, mạnh nhất là 2.8GHz các bạn nha, Android 13 luôn, quá là tuyệt vời luôn các bạn ơi, quá đẹp. Đây là dòng điện thoại Xiaomi Redmi Note 12. Và trên tay của Quyền đây là dòng điện thoại Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Máy thiết kế cực kỳ đẹp luôn các bạn nha. Và chúng ta sẽ có một cái màn hình là 6.67 inch, độ phân giải là Full HD Plus và tần số quét của màn hình là 120Hz. Những thao tác vuốt chạm trên màn hình này cực kỳ mượt các bạn. Rất là đẹp nha. Hiển thị màu sắc cũng rất là đẹp, rất là ưng về cái màu sắc này. Vuốt chạm phản hồi rất là nhanh. Máy thì được trang bị con chip Dimensity 1080 8 nhân các bạn nha, để Quyền check cho bạn xem luôn về cái dòng chip này. Máy thì trang bị viên RAM là 8GB, bộ nhớ trong là 128GB. Máy thì trang bị RAM là 8GB, mở rộng thêm 3GB nữa là 11GB. Chip Dimensity 1080 8 nhân, mạnh nhất là 2.6GHz. Và chúng ta sẽ có bộ nhớ trong lên đến là 256GB các bạn nha. Quá là ok luôn các bạn ơi. Đây là Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, và dĩ nhiên sẽ có hỗ trợ mạng 5G chúng ta. Camera chính là 50, camera phụ nhất là 8 và cam phụ còn lại là 2 megapixel. Mặt đường rất là đẹp các bạn nha. Bên trái sẽ không có phím bấm nào cả, phía dưới chúng ta sẽ có chỗ để khay sim, mic thoại, sạc và lo.
Bên phải thì chúng ta sẽ nút nguồn, tay giảm lượng. Phía trên cùng chúng ta sẽ có hồng ngoại điều khiển các thiết bị trong gia đình, mic thoại, loa và sắc 3.5. Rất là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Thao tác vuốt chạm rất là mượt mà. Pin 5000 sạc nhanh là 37W, 9.490.000, giảm còn 8.790.000 và có hỗ trợ góp 0% lãi suất. Đây là một trong những thời điểm mà Quyền nghĩ rất là đáng nâng cấp lên cái dòng điện thoại Xiaomi Redmi Note Go 5G này. Rất là hợp lý luôn các bạn nha, giá quá giảm luôn nè. Chú anh chị bạn nào quan tâm dòng sản phẩm này thì có thể đến ngay tới đồng điện máy xanh gần nhất để chúng ta thể trên tay trải nghiệm dòng sản phẩm này. Như Quyền đây sẽ có cảm giác trực quan hơn. Cô chú thấy video hữu ích đừng quên like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào khi Quyền đăng tải trên YouTube của Quyền Cờ Bốc. Và đây là dòng điện thoại Xiaomi 13 Play các bạn nha. Đây là một trong những dòng điện thoại thiết kế rất là đẹp các bạn. Đây các bạn thấy không? Màn hình cong nha, màn hình cong nha. Thợ vuốt nè, vuốt rất là mượt các bạn, không có một cái gờ nào cả, cảm giác rất là mượt mà. Máy thì trang bị màn hình là 6.55 inch, độ phân giải là Full HD Plus nên hiển thị màu sắc rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Máy trang bị con chip là Snapdragon 7 Gen 1 8 nhân, RAM 8 bộ nhớ là 256GB. Và chúng ta sẽ có mặt lưng nè, rất đẹp luôn nha, 4347 như thế này. Nổi bật với cụm camera rất là hầm hố, và độ phân giải của cam đây chính là 50, cam phụ nhất là 8 và cam phụ là 2 pixel. Đèn đã đây, camera phần hồi nhô sau mặt lưng các bạn, có là tuyệt vời. Và điều đặc biệt ở đây là camera selfie, chúng ta sẽ có 2 camera selfie 32 pixel và 8 pixel, giúp cho chúng ta chụp những bức ảnh từ camera selfie sắc nét và chân thực hơn. Màu sắc của video cũng chân thực nhất có thể luôn các bạn. Pin của máy thì được thiết kế là 4500 mAh và hỗ trợ sạc nhanh là 67W. Phía trên chúng ta sẽ có mic thoại, hồng ngoại điều khiển các thiết bị trong gia đình. Bên trái thì không có phím bấm luôn cả các bạn. Phía dưới chúng ta sẽ có chỗ để khay sim, mic thoại, sạc và loa. Bên phải chúng ta sẽ có nút nguồn, tay giảm lượng các bạn nha. Máy thiết kế rất đẹp, rất mỏng, cảm giác cầm nắm rất là ôm tay luôn. Như cầm cái màn hình không các bạn. Thao tác vuốt chạm rất là bật, tuyệt vời. Với mức giá hiện tại là 11.490.000, giảm còn 8.990.000 tại Thế Giới Động và Điện Máy Xanh. Rồi cô chú anh chị bạn nào quan tâm dòng sản phẩm này thì có thể đến ngay Thế Giới Động Điện Máy Xanh gần nhất để chúng ta thể trên tay trải nghiệm dòng sản phẩm này nha. Thấy video hữu ích đừng quên like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào khi Quyền up lên kênh YouTube của Quyền Cờ Bốc. Các bạn cảm thấy như thế nào về dòng điện thoại của Xiaomi và đâu là chiếc điện thoại mà các bạn ưng ý nhất? Hãy để lại comment dưới video này và các bạn hãy góp ý cho Quyền để hoàn thiện hơn trong các video tới các bạn nha. Rồi các bạn có yêu cầu Quyền review cập nhật giá dòng điện thoại nào thì hãy để lại comment phía dưới này nha. Thấy video hữu ích đừng quên like, đăng ký kênh ủng hộ cho Quyền nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.